Hằng xin chào mọi người nha, cùng Hằng chăm sóc da hàng ngày nha. Hôm nay Hằng ngồi trong phòng thì với ánh điện thì nó sẽ hơi không không có sáng như ở ngoài nha cả nhà, vì ở ngoài ồn quá Hằng vào phòng. Cái combo sản phẩm hàng ngày Hằng sử dụng sẽ là chai nuôi da từ gốc và kem ngày nha. Ban đêm thì Hằng sẽ sử dụng chai nuôi da từ gốc và kem đêm nha. Chị Hằng chỉ có ngày nào cũng vậy, chỉ có hai bước đơn giản mỗi ngày cùng với chai nô năm nuôi da từ gốc. Thì em chuyên điều trị mụn, nám, tàn nhang, lỗ chân lông to, da không đều màu, làm trắng da hơn. Đặc biệt là em chiết xuất bằng thiên nhiên nên rất là an toàn cho mọi loại da luôn, như cả nhà, trẻ em hay là mẹ bầu hoặc là mẹ cho con bú, hoặc là da dạy cảm dị ứng thì sản rất là an toàn nha. Hằng sẽ xịt ra mướn bông ha. Sản phẩm của Hằng thì sử dụng chỉ có hai bước đơn giản mỗi ngày, rất là đơn giản, rất là nhanh gọn lẹ nha. Rồi Hằng lau lên cái da mặt của Hằng thì em sẽ lấy đi tất cả các bụi bẩn, các bã nhờn và làm sạch sâu cái vùng da của Hằng vừa lau xong, và đồng thời em sẽ nuôi cái vùng da mà Hằng vừa mới lau xong luôn ha. Và đặc biệt là em nâng cơ mặt, cơ cổ rất là thon gọn luôn cả nhà. Từ khi Hằng sử dụng cái bộ sản phẩm Batalin thì nếu mà chị em nào mà để ý hoặc là chưa biết thì hãy vô Facebook của Hằng để xem ha. Cái cơ mặt cũ của Hằng thì nếu mà thằng thì phụ nữ mình có tuổi rồi thì da nó sẽ chảy xệ và nhăn nheo, bị các vấn đề luôn ha. Da của Hằng ngày trước thì bị các vấn đề luôn, như là lỗ chân lông to, da thì không đều màu, nám, sạm, tàn nhang, đồi mồi, và đặc biệt là em xuất hiện mụn mỡ nữa. Nhưng mà từ khi Hằng sử dụng thì cái mụn mỡ của Hằng nó nhỏ dần, nó teo dần cả nhà, và nó không xuất hiện cái mụn mới nữa, và nám sạm thì đẩy lên hết, mà làm cho da của Hằng nó mịn màng, khỏe đẹp. Hằng đi ra nắng thì da của Hằng rất là tự tin luôn, đi ra nắng da thì khỏe đẹp nên là sẽ trắng hồng lên nha cả nhà. Và cái cơ mặt, cơ cổ thì của Hằng thì rất là thon gọn. Hằng đã sử dụng và đã có cái kết quả nên Hằng đã giới thiệu rất là nhiều chị em để sử dụng. Khách hàng của Hằng thì có rất là nhiều người có nhiều độ tuổi khác nhau, như là chị xấu hơn 60 tuổi cũng có, hoặc là bằng tuổi Hằng cũng có, hoặc là nhỏ hơn cũng có. Nói chung là phụ nữ chúng mình thì với cái thời tiết ở Đắk Lắk chúng mình thì nó có hai mùa nắng và gió, thì như thế này thì da chị em mình rất là bị rất là nhiều vấn đề luôn, như là đồi mồi, tàn nhang, hoặc là nám, hoặc là lỗ chân lông to. Hằng đã giới thiệu đến rất là nhiều chị em, họ đã cải thiện, họ cũng như Hằng đã sử dụng và đã cải thiện làn da của họ, và họ cũng như cái tâm thế của Hằng là đi giới thiệu cho tất cả các em khác nữa. Khách của Hằng thì có người thì lớn tuổi, sống hơn 60 tuổi rồi thì da của họ sẽ xuất hiện nếp nhăn chẳng hạn, cái cổ thì nó sẽ xếp nhăn và nó kiểu như già rồi thì nó sẽ nhăn nheo, rồi thòng mỡ lớp lớp như vậy á, và đồi mồi họ sẽ xuất hiện như vậy. Và sau khi mà theo dõi Hằng sử dụng có kết quả thì họ cũng cũng là khách hàng của Hằng để rồi sử dụng, thì cái cơ cổ của họ nó mờ cái tàn nhang luôn cả nhà, nó mờ cái đồi mồi luôn, và cơ thì được nâng cơ thon gọn, và họ đã đi theo cái tâm thế của Hằng là để giới thiệu cho tất cả các em khác sử dụng, rất là hạnh phúc đúng không cả nhà. Một cái sản phẩm mà vừa an toàn, vừa hiệu quả mà vừa được nâng cơ nữa thì rất là nhiều chị em mơ ước được sử dụng đúng không? Hằng lên đây để chia sẻ cho tất cả các chị em cùng biết, để cùng sử dụng ha.
Thời thế bây giờ thì Hằng tin chắc là ai cũng sẽ dùng mỹ phẩm, nên Hằng nghĩ là sẽ rất có nhiều chị em cũng đang đi tìm mỹ phẩm cũng dùng, nên là Hằng muốn lên đây giới thiệu cho tất cả các em cùng biết tới cái bộ sản phẩm này để sử dụng ha, khỏi mất công đi tìm, khỏi mất công công tốn thời gian, khỏi mất công tốn tiền bạc nữa ha. Khi mình tìm đến cái sản phẩm mà nó có chất lượng rồi thì mình không không cần phải đi tìm, cũng không cần tốn nhiều tiền để đi tìm sản phẩm khác nữa. Rồi Hằng sử dụng kem ngày ha, kem ngày bên Hằng thì vừa sản sinh collagen, vừa bảo vệ da, vừa dưỡng da rất là tốt luôn nha. Hằng ngày nào cũng vậy, chỉ cần hai bước đơn giản, vừa nuôi và vừa bảo vệ như vậy thôi là da của Hằng được bảo vệ cả ngày rồi. Đi nắng rất là thoải mái tự tin. Hằng ngày trước cũng sử dụng chống nắng rồi rất là kỹ, nhưng mà đi rồi bịt bùng rất là kỹ, nhưng mà da của Hằng còn bị nám nha. Từ khi Hằng sử dụng cái sản phẩm Batalin này thì Hằng đi nắng rất là tự tin luôn, không có sợ mình bị nám hoặc là gì nữa, vì em bảo vệ rất là tốt. Cần một lớp mỏng như vậy thôi là đi làm việc hoặc là đi nắng rất là thoải mái luôn. Da của Hằng được bảo vệ, không có bị nắng nha cả nhà. Hôm qua Hằng có gặp một cái chị khách hàng, chị khen Hằng thế này: sao ở ngoài Hằng nhìn trẻ hơn ở trong cái livestream, vì trong cái livestream nhìn Hằng già dặn hơn. Thật là hạnh phúc đúng không cả nhà? Cái khi cái cơ mặt của Hằng tự tin rồi thì được khen mà được kể hơn nữa thì rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Đến với sản phẩm Atelier bên Hằng thì em điều trị tất cả các loại da luôn, tất cả các vấn đề trên da luôn ha. Em vừa đẩy và đồng thời là em sẽ nuôi cái vùng da của mình, nó vừa đẩy lên luôn ha. Rồi Hằng sẽ bổ như vậy để cho cái kem nó thẩm thấu vô da ha. Đồng thời cái kem này của Hằng thì nó có sự bắt cấp nhẹ nha cả nhà, nó sẽ nâng tông cho cái da của mình nó sáng lên một chút hơn, sẽ tự tin. Mình đi đâu mình sẽ đánh một lớp son mỏng thôi để cho cái da, cho cái mồm nó tươi tắn, cái mặt nó tươi tắn lên thôi, là cái da của mình đã tự tin đi ra của đường rồi. Rồi Hằng lúc nào cũng chăm sóc cái cổ của mình để cái cổ mình nó đều với màu da mặt, thì mình mặc đồ nó sẽ tự tin hơn ha. Với lại mình có tuổi, phụ nữ mình có tuổi thì nhìn vào cái độ tuổi là nhìn vào cái cổ và da tay ha. Rồi sau khi mà Hằng chăm sóc cái da mặt của Hằng nó được được nuôi và bảo vệ và được đẹp rồi thì Hằng sẽ sử dụng cái body ha, để cho cái da tay của mình nó cũng khi tiếp xúc với mọi người thì nó cũng sẽ tự tin hơn. Rồi trước cái da của Hằng thì Hằng có hai màu da, cái khúc trên này thì Hằng mặc áo khoác thì nó sẽ trắng hơn cái khúc ở bàn tay này. Bàn tay của Hằng Hằng đi xe hoặc là làm việc gì của Hằng cũng làm biếng mang tay, nó sẽ có hai màu da, nó sẽ cái phần này nó sẽ bị nám sạm và cháy nắng, nên là Hằng đi gặp bạn bè hoặc là đi gặp khách hàng Hằng cũng rất là mất tự tin. Nhưng mà từ khi Hằng sử dụng cái body Atalin bên Hằng này thì da của Hằng nó được cải thiện rất là nhiều luôn, đều màu da hơn. Và đồng thời là em có cái sự hạn chế lão hóa da sớm nên là cái da của Hằng nó sẽ căng lên cả nhà. Cái vùng này nó cái gân đồ nó sẽ nó căng da hơn. Cái vùng da của Hằng thường thường cái vùng này nó sẽ bị kiểu mình làm việc rồi mình có tuổi rồi nó sẽ cái gân nó sẽ nổi hơn và nó bị nám sạm ha. Mà Hằng dùng cái này là cái da tay của Hằng căng lên mình trẻ hóa ra cả nhà. Rồi
Mình sẽ sử dụng ha. Cái body bên Hằng thì có giá là 299k. Sử dụng rất là lâu luôn cả nhà. Thì em rất là đậm đặc. Hằng sử dụng thì cỡ 4 5 tháng là mới hết đó. Thì tính ra thì một ngày cũng có 2.000 hay 2.000 mấy thôi. Không mất quá nhiều tốn kém ha, quá nhiều tiền ha. Khi em Hằng thoa thì Hằng sẽ thoa cái vùng khớp tay này nhiều nhá. Vì khớp tay của mình thường thường nó sẽ bị nhăn nheo cái vùng đó. Mình làm việc với là mình có tuổi thì nó hay bị nhăn nheo ha. Đặc biệt là em rất là an toàn. Cái da của Hằng hồi trước Hằng bị sần sần lỗ chân lông cả nhà. Hằng nghĩ Hằng sẽ không dùng được body hoặc là sữa rửa tắm, vì mỗi lần dùng vô thì nó sẽ ngứa và nổi lên rất là nhiều luôn, như là mụn li ti, giống là mụn đó cả nhà, nhưng mà sẽ ngứa hơn rồi nhé. Và từ Hằng nghĩ Hằng sẽ không cái dùng được body hoặc là sữa tắm, nhưng mà từ khi Hằng sử dụng cái em Maybelline này thì em tiếp xúc bằng thiên nhiên nên là cái da của Hằng không có bị vấn đề gì hết. Và cái hột hột đó bị sần sần chuỗi lông nó sẽ lặn hơn cả nhà, nó không có nổi như hồi trước nữa luôn cả nhà. Em làm bằng thiên nhiên nó rất là an toàn. Mình có một cái làn da mặt nó được đẹp trắng sáng rồi thì cái da tay của mình khi giao tiếp hoặc là mình cột tóc lên như thế này thì cái da của mình, cái da tay mình nó đen đen sạm cháy nắng thì nó cũng mất tự tin ha. Thì Hằng sẽ sử dụng cái body này để cho cái da tay của mình nó tự tin hơn. Rồi Hằng cái tay này Hằng sử dụng này, cái này thì chưa sử dụng nên là cái body bên Hằng nó sẽ nâng tông nhẹ một xíu ha, nên là làm cho cái da của mình vừa được chống nắng bảo vệ, vừa được chống lão hóa da sớm, vừa được nâng tông nữa, nên là rất là tự tin. Thôi Hằng xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và thật là hạnh phúc nha.